Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với CM Mobile. Vâng, rất lâu rồi mình chưa có chơi CM Mobile. Và dạo gần đây thì CM có build update và cập nhật cái chế độ C4 sinh tồn cũng khá là hay. C4 sinh tồn không có nghĩa là các bạn phải đi nhặt súng, thì nó chỉ có cái những cái tính năng sinh tồn như là góc nhìn thứ ba này. Với lại chết thì có thể gục thì có thể được cứu lại. Còn những thứ khác thì nó cũng giống như một trận C4 bình thường. Ui dồi ôi, tự nhiên đi vào như trốn không người vậy. Các bạn không sợ chết à? Hay đấy. Ok, ngoài mic không có ai. Chắc là bên ai hết rồi. À, trên nhà này. Sao nó trâu vậy trời? Chắc là bị lag đam đấy. Rõ ràng bắn vào người nhưng không thấy tiết hiện lên. Ây da, thiệt là khổ. Rồi, khi mà bơi xuống nước thì lên sẽ bị trở về góc nhìn thứ nhất. Một bé nữa này. Ok. Cái định mệnh. Chuyện gì đang xảy ra này? Tôi là ai? Clear team nó nhẹ nhàng đấy nhỉ. Ok. Cái chế độ này cũng khá là vui. Và sắp tới cũng có một vài cái khẩu súng mới, nhưng mình thực sự là không thể mua được. Phải dựa dẫm vào những đại gia còn so lại ở CM. Vâng. Hình như là cái định mệnh chúng mày bơi vào đây á. Nghĩ gì vậy? Team bạn bắt đầu hướng chó đẩy lên rồi. Ui dồi ôi, cầm lục mà đẩy lên như đúng rồi vậy. Vâng, mình team 2 nha. Lầy thì đẩy này. Cái chế độ này hơi ngu một cái là khi mà bắn nóc người ta ấy thì nó không có hiện dòng thông báo gì cả. Nó chỉ hiện mỗi một dòng bé bé bên góc trái màn hình thôi, không ăn thua. Tại vì cái dòng đấy thì nó hiện tất cả trên bản đồ mà. Nên sao mà để ý đâu. Còn một thằng nữa thì không biết nó trốn đâu rồi. Ui dồi ôi, thơm thế. Chắc là bên khu vực đường vào A rồi. Ok. Game này hơi dễ rồi. Chắc là team bạn mới tập bắn. Mới chơi cái map này mình cũng ngu ngơ bỏ mẹ ra. Đẩy lên đi. Ui dồi ôi, bắn vỡ cửa sổ làm gì đấy. Thằng này biến thái vậy. À, rồi. Vâng, thanh niên nấp vào cái lùm cây. Ây da, thiệt là khó. Ui dồi ôi, đáp bom ư. Liệu có giết được mình không? Nani? Nani? Làm gì cơ? Nấp kỹ phết đấy. Nhưng rất tiếc là mình đã nhìn vào cái lúc mà bạn đi nấp rồi. Quá đen. Ui dồi ôi, hai thanh niên. Ui xôi. Vâng, hút kiểu chùa. Còn một thằng nữa. Ở đâu bên đây này? Thế bên này rồi. Ui dồi ôi, cái mặt nó kìa. Lên lên, cho lên cái nào. Ơ kìa. Nhanh nhanh nhanh, kẻo mấy thằng khác nó lút bây giờ. Đâu rồi cưng? Lại đây với chị nào. Chị đang thèm thịt lắm. Ui, cái định mệnh vãi. Rồi nó bắn headshot ạ. Đùa. M60 bắn headshot. Ăn may thôi, con lợn này. Còn mỗi thằng.
Phí thế. Trời ơi, tiếc quá. Bắn nó yếu rồi. Không ăn được. Đen thôi. Đỏ quên đi. 11 rồi. Vâng, thích nhất ở những cái game sinh tồn của PUBG CS Mobile ấy là đi phá cửa. Rất là phê. Cửa rất là dễ phá nhá. Ơ kìa. Vô lý. Rồi, ra đi bạn ơi. Đúng rồi, hay quá. Ui dồi ôi. Con lợn này. Mày bắn mạng tao này. Biết ngay mà, kiểu gì cũng có thằng nấp ở lùm cây. Ok. Ui, đặt bom luôn. Nhanh vậy bạn ơi. Cây đi, mệnh thế mà không ăn được nữa. Hơi vô lý nha. Ok, còn hai thằng nữa. Bơi hết vào đây đi. Ủa, đi đường nào rồi ba? Trời ơi, chắc là nó đi hẻm A rồi. Hẻm A, vòng vào nhà rồi đến B. Đi như thế có xa hơn không các bạn? Đi đường này có phải gần hơn không? Cạn lời, cho nó đi B hết rồi. Ui dồi ôi. Mình thông minh quá. Vâng, kè cái đưa con đường ngắn nhất mà nó đi con đường xa nhất thì thôi em cũng quỳ. Quấy lên. Tiếp tục đi B nào. Đường B dễ công ghê á. Ui dồi ôi, hai cái lỗ. Rồi soi đi, mỗi thằng một lỗ nha. À hả. À, nhảy xuống rồi. À, cái định mệnh sẽ ấn nhầm nút trời. Này thì kê này. Ui dồi ôi, mỗi thằng một lỗ này. Lầy thì kê này. Hết sọt luôn cho nó chất. Vâng, nó yếu rồi mà cũng hết sọt làm cái gì thế. Ok, còn 3 thằng nữa. À đây rồi. Ui dồi ôi, nó thấy mình chăng. Ờ, vô lý. Cái định mệnh bắn thế nó không bắt một tiết nào ạ. Đùa. Vãi xoài. Cái khẩu AK này sấy nó đạn đi. Chắc là nó ăn theo cái phiên bản sinh tồn. Di chuyển là đạn nó sẽ bay bên tay tính đấy. Khó thế. Vâng, thế vừa bắn vừa di chuyển không được rồi. Thế phải đứng một chỗ à. Sao nó bắn lục chuẩn vậy. Chắc lần sau phải nhấp từng viên cơ. Ok, bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye. Thank you.
Ừ.